Rau Lộc Hưng, cư dân Sa Lì, giữ chống đối trục lợi. Vào hai ngày 4 tháng 1 và 9 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tháo dỡ 112 căn nhà xây trái phép ở khu đất thường gọi là vườn rau Lộc Hưng. Trong suốt tuần qua, dư luận chống đối đã dồn sự chú ý vào diễn biến này do vườn rau Lộc Hưng từng là nơi sinh sống của một số nhóm công giáo cực đoan, bất mãn với chế độ và một số cá nhân chống đối cộng sinh với họ. Qua tìm hiểu lại, được biết vào thời Pháp thuộc, khu vườn rau Lộc Hưng vốn là một bãi Athena của Đài Phát Tín Chí Hòa, trực thuộc Tổng Nha Viễn Thông Pháp. Năm 1954, một nhóm dân công giáo nghèo di cư từ miền Bắc vào và bắt đầu trồng rau trên khu đất. Năm 1955, Giám đốc Đài Phát Tín Chí Hòa ký giấy bàn giao quyền sở hữu khu đất này cho người đại diện nhóm giáo dân là Linh Mục Đinh Công Trình thuộc Hội Thừa Sai Sơn Tây. Từ đó cho đến năm 1975, nhóm giáo dân đều đặn ký khế ước mượn đất với Linh Mục quản hạt và liên tục sinh sống, canh tác trên khu đất. Trong thời bao cấp, nhóm giáo dân tiếp tục sống, canh tác trên thửa đất đó, đồng thời đều đặn nộp thuế cho nhà nước bằng sản phẩm rau, sau đó bằng tiền. Theo Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, khu vực vườn rau hiện có 134 hộ đã đăng ký kê khai sử dụng đất nông nghiệp qua 3 đợt kê khai vào năm 1991, 1995 và 2005. Trong khi đó, bãi Athena của Đài Phát Tín Chí Hòa lần lượt được đặt dưới quyền quản lý, sử dụng của Trung tâm Viễn Thông 3, Tổng cục Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh và Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. Do thiếu tài liệu, chúng tôi chưa thể khẳng định rằng khu vườn rau có hay không thuộc phần đất mà Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh tiếp quản. Theo lời nhóm giáo dân, thì vào năm 1999, trên tinh thần của luật đất đai sửa đổi và chỉ thị 24/2019/CTTTG về tổng kiểm kê đất đai, nhóm giáo dân lên Ủy ban Nhân dân phường và quận để xin xác nhận quá trình sử dụng đất. Khi đó, Ủy ban từ chối xác nhận và khuyên họ về canh tác như bình thường, với lý do rằng khu đất không nằm trong diện quy hoạch và ai cũng biết rằng họ đang trồng rau ở đây. Tuy nhiên vào năm 2001, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao khu đất này cho công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Sài Thành để đầu tư hạ tầng khu nhà ở dân dụng và nhà ở cán bộ, công nhân viên của bưu điện tại phường 6, quận Tân Bình. Đến năm 2002, nhóm giáo dân mới được thông báo về việc đó. Trước tình hình đó, nhóm giáo dân cho rằng chính quyền địa phương đang định tước đoạt khu đất của họ để bán lấy lợi nhuận. Vì vậy, họ từ chối nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đồng thời tiến hành khiếu kiện đông người, khiến khu đất trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Rút kinh nghiệm từ sự cố này, vào năm 2008, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao khu đất cho Ủy ban Nhân dân phường Tân Bình để xây dựng công trình công cộng, không có chức năng ở và chỉ nhằm phục vụ cư dân địa phương. Năm 2013, phường Tân Bình được chấp thuận cho dùng khu đất này để xây trường công. Nhưng dù đã được thông báo về việc này, nhóm giáo dân vẫn tiếp tục xây dựng nhiều công trình trái phép trên khu đất. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, thì khu đất này hiện có 112 công trình trái phép, trong đó số công trình được xây trong năm 2018 là 42, chiếm 37,5%. Các công trình này được dùng làm nhà ở, nhà trọ, nơi kinh doanh mua bán, tiệm rửa xe, tiệm tạp hóa, v.v. Trong quá trình tranh chấp quyền sử dụng đất, nhóm giáo dân đã tìm sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân chống đối hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đổi lại, họ cũng để những đối tượng đó tạm trú, in ấn tài liệu, tổ chức khóa huấn luyện trái phép trong khu vườn rau để trốn tránh sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật. Để lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng trong khu vực, vào hai ngày 4 tháng 1 và ngày 9 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tháo dỡ 112 căn nhà xây trái phép trên khu vườn rau. Lãnh đạo quận khẳng định rằng quận đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình như lập biên bản, ban hành quyết định, thông báo, niêm yết trước khi cưỡng chế. Với các hộ dân không có nơi ở tạm trong quá trình cưỡng chế, quận sắp xếp họ vào ở tạm trong trung tâm văn hóa quận và hỗ trợ họ 3 triệu đồng một tháng trong vòng 3 tháng để họ tìm nơi ở mới. Ngoài ra, quận cũng thuê xe tải và lực lượng bốc vác đến hỗ trợ di dời đồ đạc và chỉ đạo các đoàn thể hỗ trợ họ tìm nhà trọ giá rẻ. Từ ngày 4 tháng 1 đến nay,
Nhóm giáo dân và các thành phần chống đối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục cản trở việc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, đồng thời khai thác sự việc để tuyên truyền chống chế độ. Dù khai thác cùng một vụ việc, văn phong và chiến lược tuyên truyền của họ không giống nhau. Trong hướng tuyên truyền thứ nhất, một bộ phận báo giới chống đối như VOA Tiếng Việt và Trương Huy Sang đã dùng các bằng chứng và lập luận để bình luận về vụ việc. Cụ thể, VOA phỏng vấn một giáo dân về quá trình sử dụng đất vườn rau từ năm 1955 đến nay để chỉ ra rằng vườn rau có thể không nằm trong phần đất mà Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh tiếp quản. Trương Quy Sang viết rằng, vì nhóm giáo dân đã liên tục sử dụng đất từ năm 1954 và đã nộp thuế nông nghiệp trong khoảng 20 năm dưới chế độ mới, lẽ ra phải cấp quyền sử dụng đất cho họ theo quy định của luật đất đai năm 1993, rồi bồi thường cho họ khi giải phóng mặt bằng. Một số giáo dân đang ủng hộ lập luận của VOA và Sang bằng cách đưa ra ba bằng chứng là giấy bàn giao quyền sử dụng khu đất của đài Phát Tín Chí Hòa cho Linh Mục Đinh Công Trình, các bản khế ước mượn đất mà giáo dân ký với Linh Mục Quảng Hạc và các biên lai nộp thuế công nông nghiệp cho nhà nước. Trong hướng tuyên truyền thứ hai, nhóm giáo dân và các thành phần chống đối trong khu vực liên tục dùng các biện pháp cảm tính để kêu gọi cộng đồng ủng hộ mình. Cụ thể, Linh Mục Lê Ngọc Thanh đăng ảnh lực lượng chức năng tháo dỡ thánh giá, tượng thờ trong các công trình xây dựng trái phép tại vườn rau để kích động tình cảm tôn giáo của độc giả. Nhiều giáo dân liên tục đăng ảnh chụp cảnh tàn phá tại hiện trường như cảnh đổ nát của ngôi nhà cũ, cảnh con mèo chết trong đống đổ nát, cảnh họ ngồi ngoài đường vì mất chỗ ở, v.v. để kích thích độc giả thương hại mình và bất mãn với chính quyền. Phạm Thanh Nghiên, một cá nhân chống đối mới mua đất và xây nhà tại vườn rau trong thời gian gần đây, đã than thở rằng chính quyền địa phương không hỗ trợ dân vườn rau về mặt chỗ ở và an ninh như đã tuyên bố. Tuy nhiên, việc Nghiên từ chối trao đổi, hợp tác với các cơ quan chức năng và đoàn thể có mặt tại hiện trường có thể đã góp phần gây ra khó khăn mà bà gặp phải. Dù Nghiên và một số giáo dân khác nói rằng chính quyền không thông báo trước về việc tháo dỡ cho họ khiến họ hoàn toàn bất ngờ khi vụ việc xảy ra, tuyên bố này có thể không đáng tin vì luật sư Trần Vũ Hạ đã đăng lên Facebook cá nhân của mình một tờ thông báo về việc tháo dỡ công trình trái phép kể ngày 26 tháng 12 năm 2018. Thêm nữa, những người sống trong vườn rau đều biết rằng khu đất đó đã thuộc diện quy hoạch từ năm 2001 và họ đã sang nhượng đất xây công trình mà không có sự công nhận của pháp luật. Hiện nay, dư luận về chính thống đang khai thác vụ việc này cho nhiều mục đích khác nhau. Một số phóng viên, luật sư bất mãn dùng nó để tuyên truyền về sự cần thiết của quyền tư hữu đất. Trong khi đó, cư dân vườn rau và các thành phần bất mãn tuyên truyền rằng nhà nước đang cướp đất của dân và công khai kêu gọi quần chúng chống chế độ để chấm dứt việc này. Ở chiều ngược lại, một bộ phận của dư luận phi chính thống như Nguyễn Văn Dũng và Trung Hà lại tỏ ra nghi ngờ các tuyên bố có phần cường điệu của cư dân Lộc Hưng. Sau khi xem xét lại vụ việc phức tạp này, chúng tôi xin đưa ra 4 nhận xét như sau. Thứ nhất, vì nhóm giáo dân đã canh tác nông nghiệp liên tục từ năm 1954 đến nay trên khu vườn rau, họ có lý do để xin cấp quyền sử dụng đất cho mục đích nông nghiệp. Tuy nhiên, việc họ có hay không được cấp quyền sẽ lệ thuộc nhiều vào giấy chứng minh quyền sử dụng đất của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đây là một dữ kiện mà dư luận chưa được rõ. Thứ hai, khi nhóm giáo dân xây nhà ở và cơ sở kinh doanh trên khu vườn rau và sang nhượng trái phép một số phần đất thuộc khu này, họ không còn sử dụng khu đất cho mục đích nông nghiệp. Vì vậy, chính quyền địa phương có lý do để tháo dỡ các công trình trái phép và xử phạt các cá nhân liên quan. Thứ ba, vì chính quyền địa phương có dự định dùng khu đất để xây trường học, nhóm giáo dân không có lý do để tuyên truyền rằng nhà nước đang cướp đất của họ vì mục đích lợi nhuận. Thứ tư, trong quá trình tranh chấp kéo dài từ năm 2002 đến nay, nhóm giáo dân đã phải cầu viện các thế lực chống nhà nước Việt Nam rồi trở thành con tốt trên bàn cờ chính trị của các thế lực đó. Diễn biến này không tốt cho cả quyền lợi của họ lẫn tình hình an ninh, trật tự của địa phương. Hiện nay, giới chống đối muốn tận dụng vụ việc để kích động chính trị, trong khi nhiều cư dân muốn an cư lạc nghiệp, còn chính quyền địa phương muốn lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. Thay vì chính trị hóa vụ việc trong một hoàn cảnh gây bất lợi cho mình, cư dân nên hợp tác với các cơ quan chức năng để sớm được ổn định nơi ở mới.